Rồi thì bây giờ mình có bốn cái thùng ở đây. Cái thùng đầu tiên thì mình cũng đã bỏ thức ăn nè. Thì mình giả lập là cái môi trường các bạn cho cá ăn quá nhiều và cái nước của chúng ta nó bị đục ha. Còn cái thùng thứ hai là nước tảo, cái thùng thứ ba là nước đá bàn và cái thùng cuối cùng là cái thùng thuốc trị nấm. Thuốc trị nấm thì thường có màu xanh như xanh metilen, bionox số 2 rồi đó các bạn. Rồi bây giờ là mình đã lắp đặt rồi. Thì cái khi mà các bạn sử dụng là các bạn sẽ bỏ máy bơm nó nằm ở dưới nước như này và cái ống chúng ta sẽ gác ở trên thành ha. Bây giờ chúng ta sẽ trước tiên mình cho các bạn xem nước đục đi nha. Cái nước này thì nó là mình đổ nước ăn cám nè và mình múc nước lên cho các bạn xem về cái độ đục của nó ha. Cái độ đục của nó thì các bạn dễ đó, các bạn dễ nhìn lắm, các bạn chỉ cần nhìn xuyên qua phía sau á, các bạn thấy mờ mờ không? Đó, các bạn thấy mờ mờ là có nghĩa là nước nó đang đục đó. Rồi, bây giờ đổ hết nước đi. Chúng ta sẽ cho ống rocket clean này chảy qua và chảy vô trong cái hồ sâu Mica của chúng ta để xem cái độ lọc sạch của cái ống rocket clean nha. Rồi, đây nhìn về đây cho nó đơn giản ha. Đó. Rồi, đổ qua bên đây, như đây đủ nước rồi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ nhìn lại nó đi. Đây, các bạn thấy nó khác hồi nãy không? Rất là khác hồi nãy rất là nhiều. Nước của chúng ta nó đã trở nên trong suốt luôn rồi. Rồi, thấy chưa? Thần kỳ chưa? Thần kỳ chưa? Thì cái này á, các bạn để trong hồ là các bạn sẽ để chạy 24 trên 24 luôn nha. Khi nào mà nước của chúng ta bắt đầu nó chảy yếu thì chúng ta đã biết là cái ở trong nó đã dơ, chúng ta sẽ tháo cái khớp chỗ này ra. Chúng ta sẽ rửa vệ sinh cho những cái sợi nhựa ở trong đó nó trắng lại và chúng ta sẽ tiếp tục xài lại bình thường nha. Rồi bây giờ tiếp theo đến tảo để giờ mới bơm qua nha. Rồi đến tảo. À dạ. Thì á có nhiều bạn mua về nhưng mà sử dụng với là cái máy bơm cũng 1.200 lít. Rồi các bạn nói ủa sao của em nước nó chảy yếu quá, nó chảy nhỏ giọt quá. À cái này mình xin nhắc lại nha, cái máy bơm này á nó không có giống như những cái máy bơm trên thị trường còn lại ở trên thị trường. Những máy bơm còn lại trên thị trường gọi là máy bơm lưu lượng, là có nghĩa là nó chỉ bơm có nước, lưu lượng nước chảy nhiều thôi, chứ còn mà về cái độ tăng áp dòng chảy thì nó không có. Còn cái máy này á, là nó gọi là cái máy bơm cá cảnh tăng áp. Nó là máy bơm cá cảnh tăng áp, là một cái loại máy bơm mới, kích thước rất là nhỏ đây. Mà các bạn cho các bạn xem cái bàn tay mình nè. Đó, cho các bạn xem cái bàn tay mình nè, không? Cái máy bơm này cực kỳ nhỏ luôn, nhỏ gọn lắm. Và cái máy bơm này cũng rất là khó kiếm trên thị trường luôn các bạn nha. Giá thành nó cũng không không phải là rẻ ha. Đấy, giá thành nó cũng cao. À giờ bây giờ nó đã ra được mớ nước rồi, nước tảo đó. Nước tảo này thấy không? Rồi bây giờ chúng ta coi nha. Đây mất cái màu tảo luôn rồi. Mất cái màu tảo luôn. Không có cần nói nhiều ha. Mất cái màu tảo luôn nè, nhìn qua là nó trong suốt luôn. Rồi cái clip test tảo này thì mấy clip trước mình cũng đã test cho các bạn xem rồi. Tảo là rẻ. Bây giờ để tới nước lá bàn nha. Bây giờ tới nước lá bàn thì thường là nước lá bàn thì các bạn sẽ không sử dụng lọc cái này để làm gì đâu, để nước lá bàn là chúng ta để dành cho cá mà. Thì bây giờ mình cũng sẽ làm thí nghiệm cho các bạn xem luôn chứ không phải là gì. Rồi chúng ta sẽ đợi nước nó chảy ha. Đây màu nước lá bàn là màu đậm đậm đỏ luôn nè. Màu nước lá bàn là màu đậm đỏ luôn. Rồi. Rồi khi đi ra thì nước lá bàn nó sẽ như thế nào? Thì nước lá bàn nó nhạt hơn thôi ha. Tại vì là cái này á mình sẽ nói lại cho các bạn biết về những cái thành phần mà hòa tan. Những cái thành phần hòa tan trong nước thì cái thằng này nó sẽ không làm được. Nó chỉ lọc những cái tạp chất không thấy được bằng mắt thường thôi, và những cái khoáng chất vitamin hay gì đó là nó sẽ vẫn còn lại ở trong nước luôn. Nó chỉ là tách
những cái tạp chất không thấy được bằng mắt thường. Còn đối với những cái dàn lọc cá cảnh bình thường của chúng ta là nó sẽ tách những cái phân lớn thôi, còn những cái phân nhỏ, những cái tạp chất nhỏ nó sẽ còn nằm ở trong nước và nó cứ tiếp tục nó trôi lơ lửng trong nước. Thành ra là các bạn thấy có những trường hợp là các bạn lọc, tuy các bạn lọc rất là nhiều vật liệu lọc nhưng mà cái nước của chúng ta nó vẫn không có trong, chúng ta phải sử dụng kèm thêm vi sinh, thì là do là cái lượng mà chất hữu cơ mà không thấy bằng mắt thường nó vẫn còn nằm ở trong nước. Còn cái này nó tách những cái lượng chất hữu cơ không thấy bằng mắt thường nó lọc, nó loại bỏ luôn, nó nằm trong cái lồng ống này luôn. Nên là lâu ngày là chúng ta cần phải vệ sinh cái lồng ống trong đây. Vệ sinh thì cũng đơn giản, các bạn tháo ra các bạn vệ sinh thôi ạ. Rồi bây giờ tới thuốc, tới nước thuốc. Là cái nước thuốc này là thuốc Bionox số 2. Thuốc Bionox số 2 này các bạn coi, nó xanh, nó dính cái tay, cái này dính cái tay khó ra lắm. Đó. Rồi chúng ta sẽ xem coi cái này nó có làm việc hiệu quả với lại thuốc không ha. Các bạn. Rồi bây giờ đây là cái nước xanh ở trong hồ của chúng ta. Nước xanh ở trong hồ của chúng ta đi ra cái bên ngoài ha, qua ống rocket lên. Rồi, như đây nước đủ rồi. Đây. Coi như là mất màu xanh luôn các bạn nha. Mất màu xanh luôn ha. Nước nó sẽ đã trở lại màu trong suốt của cái nước ban đầu nuôi cá của chúng ta. Rồi. Ok chưa? Các bạn thấy ok chưa? Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ khui cái hộp này trong đây, trọng bộ trong đây sẽ có cái gì ha. Thì đây là cái ống đít của cái cây rocket. Đây là cái nguồn của máy bơm. Đây là cái nguồn của máy bơm nha. Ống này là ống nối. Thì cái ống này là ống nước cấp ở trong nhà tắm á. Tại sao phải sử dụng cái ống này? Tại vì là cái này là cái bơm tăng áp, nên cái áp lực nước nó cũng khá là mạnh. Ví dụ như các bạn lắp ống 21, các bạn dán keo thì không sao đó. Còn các bạn chơi ống mềm á là nó bung liền à. Nên là phải sử dụng cái ống này các bạn nha. Cái này là cái máy bơm. Còn cái ống này là cái ống rocket nha. Cái ống rocket này thì mình cũng sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một lần nữa cho đơn giản dễ hiểu. Cái đó là cái sản phẩm, đây là cái sản phẩm mình đang sử dụng nè. Thì cái đít đen này á là cái nước đầu vô. Còn cái đầu đỏ này là cái nước đầu ra. Cái khớp này á, là các bạn sẽ tháo ra để vệ sinh, trà rửa rồi đó. Rồi bây giờ tới mình chỉ cho các bạn về cái cách sử dụng máy bơm. Thì cái máy bơm này là một cái máy bơm nó rất là lạ ở trên thị trường. Sẽ có bạn biết và cũng sẽ có bạn không biết. Nó sẽ không có nhãn hiệu gì hết các bạn nha. Nó không có nhãn hiệu gì hết. Nó được gọi là một cái máy bơm chìm, không chổi than, công suất lớn. Là đây, nó nhỏ như thế này thôi, nó chỉ nhỏ bằng bàn tay thôi, không nhỏ hơn bàn tay luôn, nhưng mà nó sẽ bơm cao được 5m lên trên trời. Nó sẽ bơm cao để dán cái này là quá trình vận chuyển nó xúc cái đít ra. Xúc cái đít này ra không sao đó, đó rồi dán lại là xong rồi. Rồi thì là nó bơm cao được 5m, lưu lượng của nó được 1.200 lít một giờ, nó xài điện 12V. Nên ra cái này là nó sẽ sử dụng cho những cái hồ nào ở ngoài trời sử dụng pin năng lượng mặt trời hoặc là xài pin. Thì các bạn nào mà xài pin rồi đó là các bạn sẽ sử dụng cái máy bơm này mới biết cái bơm này, còn những bạn xài điện thì sẽ không có biết cái máy bơm này đâu. Phi răng của nó sẽ là phi 21, trong đây nó sẽ còn một đầu nối răng nữa đấy. Nói rằng nữa là hút vô là 21. Cái đầu lược của nó có một miếng gòn. Thì các bạn yên tâm về cái cá con của chúng ta nó sẽ không bị hút vô nha. Cá con của chúng ta sẽ không bị hút vô. Nhưng mà cái này là chỉ là cái phần phụ thôi. Cái phần hay nằm chỗ này nè. Cái máy bơm này nó hay nằm chỗ này nè. Nó cho mình một cái đầu hút mỏ quặp hút đáy luôn. Cái đầu mỏ quặp hút đáy luôn. Thành ra là chúng ta sẽ không cần chế cái đầu hút đáy nữa. Mỏ quặp xuống nè. Để quặp xuống hút đáy luôn là xong, bơm lên. Bơm mạnh lắm, bơm rất là mạnh luôn nha. Rồi, cái trong đây là nó sẽ cho mình đi ra cái cổ ống mềm.
và những cái núm cao su hít vô thành kiến thôi à, chứ không có gì hết. Thì cái nguồn của nó là 12V, ở đây là dây của nó cho là hơn 1 mét, nên thành ra chúng ta có thể sử dụng dễ dàng trong cái hồ cá của chúng ta. Đó, nguyên một chọn một combo, nhưng mà cái máy này nhỏ nhưng mà mắc nha các bạn nha, nhập về giá cao lắm á, không phải giá rẻ như những cái máy bơm bình thường, nên thành ra là các bạn đừng thắc mắc tại sao mà cái máy bơm này cũng 1.200 lít mà nó giá nó bằng cái máy bơm cỡ hai ngàn, bằng cái máy bơm 2.500 lít. Cái máy này giá nó bằng cái giá của bơm 2.500 lít, nhưng mà cái máy bơm 2.500 lít cho lên nó 3.200 lít á, là nó chỉ bơm cao được tối đa là 1 mét, hình như là mình nhớ không làm là 1.8 hay là 1.5 hay 1.2 gì đó, nói chung là nó chỉ bơm trong quanh lanh quanh 1 mét mấy thôi. Còn cái máy bơm này tôm bơm tới 5 mét. Thì cái ống rocket clean này á, nó sẽ cần một cái áp lực nước mạnh để cho nước nó sẽ thẩm thấu qua những cái sợi nhựa đó để nó cho ra nước sạch, còn những cái cặn bẩn còn lại nó sẽ nằm ở bên ngoài. Vì thế những cái máy bơm lưu lượng bình thường á, là nó sẽ không ép nước được, nên ra là nó sẽ không có hoạt động hiệu quả bằng cái máy bơm này. Thành thế là có nhiều bạn hỏi mình cũng không biết trả lời sao hết, cho nhân tiện cái clip này mình cũng sẽ trả lời luôn cho các bạn biết. Còn bạn nào muốn mua cái combo này thì các bạn có liên hệ mình, về là lắp vô là xài luôn, không có cần phải tính toán công sức máy bơm máy biết máy gì trơn trọi á, không có cần phải này kia nọ ha. Rồi ok, video đến đây là kết thúc. Bạn nào muốn mua thì các bạn có thể bấm vô link Shopee bên dưới, hoặc là các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho Nguyễn Phát qua số 0382301092 để các bạn mua bộ sản phẩm này về.